Nếu như cách đây 3 tháng á, tiền vào các nhóm cổ phiếu của nhóm 1 thì bây giờ tiền sẽ vào nhóm cổ phiếu của nhóm 2 và nhóm 3. Nhưng mà tại sao á, SZC á, nó đã tăng được trong vòng 6 tháng nay rồi mà nó vẫn còn tăng tiếp? Và xin chào mừng tất cả các anh em đã đến với kênh của mình. Dành cho anh em nào lần đầu tiên ghé xem kênh của mình thì đây là kênh mà mình chia sẻ về kinh nghiệm kiếm tiền và du lịch. Và một lần nữa xin kính chào tất cả các anh em. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với tất cả anh em về mã cổ phiếu là SZC. Và mình sẽ chia sẻ về cái slide này của anh Quang Dũng. Và mình thấy là có rất là nhiều điều cần bóc tách trong này. Và mình nghĩ rằng chắc là anh em chưa hiểu được hai bức hình này đâu. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em về cái tư duy này và cái kiến thức này. Và mình nghĩ rằng nó vô cùng cần thiết đối với tất cả các anh em. Đầu tiên á, là về cái hình ở bên tay phải màn hình của các bạn. Tại sao nó lại có cái hình này? Thì cái hình này là anh Quang Dũng anh làm, và ảnh muốn truyền tải tới anh em là trong cái thời điểm khó khăn, khi mà kinh tế có dấu hiệu phục hồi thì tiền sẽ ưu tiên các nhóm cổ phiếu ở nhóm 1 trước. Các cổ phiếu ở nhóm 1 bao gồm là những cổ phiếu về tài sản, giống như là vàng bạc đá quý, giống như là bất động sản thương mại, hoặc giống như là các công ty về chứng khoán, thì tiền sẽ ưu tiên rót vào đây. Và sau khi mà tiền ưu tiên rót vào đây, vào nhóm 1 rồi, nhóm 1 hết rẻ rồi, và cái PB của nó về tới cái PB trung bình của chính công ty đó trong vòng 5 năm, thì tiền nó sẽ bắt đầu luân chuyển qua cái nhóm thứ hai là nhóm công ty chứng khoán về đầu tư công và công ty về vay nhận tiền, đó chính là các công ty về ngân hàng. Và sau khi các nhóm, các công ty nhóm 2 này nó bắt đầu hết rẻ thì nó lại bắt đầu luân chuyển dòng tiền qua nhóm 3, đó chính là những nhóm doanh nghiệp về kinh doanh, những nhóm doanh nghiệp về xuất khẩu, cảng biển và những nhóm doanh nghiệp về sản xuất giống như là thép hoặc là sản xuất những đồ gỗ. Đó chính là bước đi vĩ mô mà anh Dũng muốn truyền tải đến cho anh em. Nhưng từ cái bức hình này, làm sao để mình có thể kiếm tiền được trên thị trường chứng khoán ngay thời điểm hiện tại? Thì chia sẻ thêm về cái bức hình bên tay phải, thì có cái bức hình bên tay trái. Đây là những cái chính sách ban hành từ đầu năm 2023, cuối năm 2022 của nhà nước chính phủ. Và cái chính sách này nó ban hành theo từng bước nó cũng giống y chang như là cái hình bên tay phải. Đầu tiên á, là nhà nước ban hành những thông tư để mà cứu lấy những doanh nghiệp bất động sản, gỡ vướng cho những doanh nghiệp bất động sản. Bởi vì tại sao mà phải gỡ vướng cho những doanh nghiệp bất động sản trước? Tại vì những doanh nghiệp bất động sản thì sở hữu vốn rất là lớn và nó chiếm rất là lớn cái nguồn vốn ở nước mình, nên là không thể để cho nó chết được. Tại vì khi mà những doanh nghiệp bất động sản mà nó chết thì nó sẽ kéo theo làn sóng domino và nó sẽ kéo theo cái nền kinh tế nó cũng gặp vấn đề theo. Nên là nhà nước ban hành những cái chính sách đầu tiên, đó chính là cứu những cái doanh nghiệp bất động sản. Và sau khi mà cứu những doanh nghiệp bất động sản rồi thì nhà nước lại ban hành thêm thông tư gỡ vướng trái phiếu. Và cái thông tư đó, gỡ vướng trái phiếu đó, nó giúp cho các van dẫn tiền, hay nói cách khác là nó giúp cho các hệ thống ngân hàng bắt đầu là có cái thanh khoản trở lại, và hệ thống bắt đầu là nó trơn tru trở lại, và nền kinh tế bắt đầu là nó phục hồi từ từ trở lại, mà nó không có bị gọi là ngân hàng phá sản hoặc là ngân hàng mất thanh khoản. Và cuối cùng á, là nhà nước bắt đầu á, là giảm lãi suất 4 lần liên tiếp, và mình nhớ không lầm là hình như là mới giảm một lần nữa, là tổng cộng là 5 lần từ đầu năm tới nay. Và khi mà giảm lãi suất như vậy thì nó sẽ bắt đầu là hỗ trợ nền kinh tế và nó hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp mà có tỷ lệ vay nợ cao. Và tại sao mà mình lại nói cái bước đi vĩ mô này? Tại vì nó liên quan tới cổ phiếu là SZC. Nó đã tăng trong vòng là 6 tháng vừa rồi, và cái tỷ lệ tăng của nó là không ít. Mặc dù là nó giảm rất là nhiều, nó giảm 80%, nhưng tính trong vòng 6 tháng vừa rồi, nếu mà ai cứ trung bình giá, ai mà cứ gom những cổ phiếu ở cái vùng này, thì một cái tỷ suất lợi nhuận không hề ít nha các bạn. Mà một câu hỏi đặt ra là tại sao mà nó tăng đến thời điểm này, và sau khi mà chia tách cổ phiếu thì nó vẫn còn tăng. Nếu nói SZC nó thuộc cái nhóm 1 thì mình nghĩ rằng cũng đúng,
Nhưng sau khi mà suy nghĩ lại, nếu mà nó thuộc nhóm 1 thì đáng lẽ là nó phải giảm, tại vì ngay thời điểm hiện tại là nó cận kề với lại cái PB trung bình của nó trong vòng 5 năm rồi, nó sắp là hết rẻ rồi mà tại sao nó chưa giảm. Thì mình nghĩ rằng SJC nó vẫn còn một chút trong nhóm 2, đó chính là cái nhóm mà đầu tư công. Thì nó liên quan thế nào đến đầu tư công thì một lát mình sẽ chia sẻ với các bạn. Và nó cũng liên quan rất là nhiều tới cái nhóm 3. Và vì vậy mà mình nghĩ nó cũng được hưởng lợi từ cái nhóm 1, nó cũng được hưởng lợi từ nhóm 2 và nó cũng được hưởng lợi từ nhóm 3. Và mình thấy rằng là câu chuyện của SJC này nó còn rất là dài. Và video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là nó chiếm được bao nhiêu phần trăm trong cái nhóm 1 này. Hay nói cách khác là cái tài sản của nó là bao gồm bất động sản thương mại, hoặc là vàng bạc đá quý, hoặc là những cái mà gọi là tài sản á, chứng khoán đồ này nọ, thì nó chiếm được bao nhiêu phần trăm cả về cái book value của nó, cả về quỹ đất của nó và cả về cái lợi nhuận mà nó kiếm được. Thì bây giờ mình sẽ phân tích với các bạn. Ở đây á thì như cách đây mấy tháng mình có chia sẻ với các bạn á, là khi á mà nhìn vô cái báo cáo tài chính quý 1 của nó thì thấy không có gì thay đổi. Tại vì á, khi mà mình đầu tư vô cái này á, thì mình chú trọng vô cái tài sản dở dang của nó. Và quy một cái cục tài sản dở dang rất là kinh khủng khiếp luôn, thì mình sẽ chú trọng vô đây. Nhưng mà mình đã quá chủ quan khi mà không xem kết quả kinh doanh, khi không đọc kỹ báo cáo tài chính quý 1. Và khi á, mà mình phân tích mà cái lợi nhuận của nó đến từ đâu á, thì mình tưởng á, đâu á, là không thay đổi. Nhưng mà thực ra là nó thay đổi không tưởng. Ở đây cái bản cân đối tài sản này á thì nó thể hiện cho một điều á, giống như là khi mà bạn đi tán tỉnh một cô gái á, thì cái bản cân đối kế toán này á, nó giống như là cái nét đẹp của cô gái, cái vóc dáng của cô gái vòng 1, vòng 2, vòng 3. Nhưng á, mà nếu mà một cô gái đẹp nhưng mà thiếu sự thông minh, thiếu sự nhạy bén, thiếu sự khéo léo thì cái đó nó gọi là vô duyên đó ha. Thì khi đó đó thì bạn phải đọc tiếp qua một cái báo cáo, đó chính là báo cáo về hoạt động kinh doanh. Và khi mà báo cáo về hoạt động kinh doanh thì nó cũng tượng trưng cho là cái sự khéo léo, cái bộ não của cô gái ha. Và còn một cái thứ ba, một cái rất quan trọng, đó chính là cái đạo đức của cô gái. Thì cái đạo đức của cô gái nó tương đương với lại cái bảng lưu chuyển tiền tệ. Và ba cái bảng này các bạn phải đọc và phải đọc thuyết minh coi là từng một nó như thế nào. Và mình đã quá chủ quan khi mà chỉ đọc cái bảng cân đối tài sản thôi mà mình không đọc hai bảng kia. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau là đi vào cái phân tích chi tiết coi là hàng SJC này nó thay đổi như thế nào trong cái quý 1, và nó phụ thuộc vào nhóm 1, hay nói cách khác là cái bất động sản thương mại của nó hiện đang có bao nhiêu phần trăm ở nhóm 1. Từ đó ta đưa ra quyết định đó là coi đó là nó có thể tiếp tục tăng giá khi mà các cổ phiếu nhóm 2, khi mà các cổ phiếu nhóm 3 nó bắt đầu tăng giá, thì SJC nó có chung cái nhóm đó hay không, để ta quyết định là có nên cắt cổ phiếu SJC này hay là ta nên tiếp tục nắm giữ. Thì ở đây khi mà tính theo diện tích đất á, thì ở đây là cái file mình lấy của bạn môi giới hồi tháng 12 năm 2022, và thống kê cái quỹ đất của nó thì hiện tại là khu công nghiệp Châu Đức nó chiếm tới 68% cái quỹ đất, còn cái khu dân cư Hữu Phước á, thì nó chỉ chiếm khoảng 2% cái quỹ đất, khu đô thị Châu Đức á, thì nó chiếm khoảng 23%, và sân golf Châu Đức thì nó chiếm khoảng 7%. Thì tự chung lại thì cái tài sản mà gọi là cái nhóm 1 của nó thì nó tầm là 25%. Còn hai cái này nó không phải gọi là cái nhóm liên quan đến tài sản, mà hai cái này mình nghĩ rằng nó liên quan tới là phát triển sản xuất. Nó thuộc nhóm 3 ha các bạn ha. Khi mà kinh tế bắt đầu phát triển, khi mà rất là nhiều người đầu tư, khi nguồn vốn FDI bắt đầu đầu tư vào, thì nó sẽ cho thuê được khu công nghiệp nhiều hơn, rồi nó sẽ bắt đầu là tăng phí quản lý lên, rồi nó thu được nhiều tiền hơn. Thì mình nghĩ rằng nó không liên quan đến tài sản, mà mình nghĩ rằng là hai cái loại đất này, sân golf và khu công nghiệp, nó liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh ha. Thì tính theo mà diện tích đất thì cái tài sản là cái nhóm 1 á, nó chiếm khoảng 25%.
Cái thứ hai là cái mình sẽ tính tới là cái giá trị cái bất động sản, tại vì á khi mà bạn tính cái quỹ đất như thế này á thì nó sẽ không hợp lý và nó không đúng. Khi á mà cái bất động sản mà này là bất động sản thương mại thì nó đã lên thổ cư rồi, mà cái giá đất thổ cư so với cái giá đất mà khu công nghiệp với lại khu sân golf á thì nó sẽ không có đúng, nên là mình sẽ bắt đầu tính coi là từng cái á, nó giá trị bao nhiêu. Thì mình sẽ qua cái slide này, thì ở đây là cái file của bạn môi giới luôn, và cái file này á mình giả định rằng á là giá cổ phiếu SJC nó 40.000 khi chưa chia tách. Thực tế thì nó đã chia tách từ hôm thứ hình như mình nhớ là hôm thứ năm thứ sáu gì đó thì nó đã chia tách tỷ lệ là 20% rồi ha. Thì khi mà chia tách vậy thì giá của nó còn 30.000, nhưng mà mình giả định đó là giá nó chưa chia tách là 40.000 một cổ phiếu cho dễ tính. Thì khi mà tính được là giá cổ phiếu là 40.000 một cổ phiếu rồi á thì mình sẽ cho cái hai cái con số này là giá đất của nó là tầm 320.000 một mét thôi. Thì khi mà tính ra là 320.000 một mét á thì mình sẽ ra được cái cục giá trị này ha. Thì mình bắt đầu là lấy cái cục giá trị này để mình coi tính phần trăm của cái quỹ đất, cái phần trăm giá trị quỹ đất của nó coi như thế nào. Thì mình có đưa vô file Excel và mình tính được á là khu dân cư Hữu Phước á là nó bắt đầu nó chiếm là 12%, thì ở đây á là tính được là nó có 2% cái quỹ đất nhưng mà cái giá trị của nó tới là 12% hai các bạn ha. Còn cái khu đô thị Châu Đức á thì nó chiếm khoảng 21%, ở bên đây thì mình tính được là 23%, qua đây thì 21%. Còn á cái khu công nghiệp Châu Đức á thì nó chiếm khoảng là 62%, và sân golf thì nó chiếm khoảng 5%. Thì tụ chung lại á là cái nhóm 1 của nó ở trong cái này thì nó chiếm khoảng là 33%. Tiếp theo thì mình sẽ tính đến cái lợi nhuận của nó, coi là nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm của nhóm 1 và nó chiếm bao nhiêu phần trăm của sản xuất kinh doanh. Thì ở đây á mình nãy mình có chia sẻ với các bạn về cái cơ cấu tài sản á, thì trong quý 1 nó không đổi, nhưng trong cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì nó đã bắt đầu có sự thay đổi. Sự thay đổi là cho thuê xưởng nó bắt đầu không có doanh thu, có nghĩa là cái tiền thuê đất của người ta thì nó vẫn phải trả, mà cái tiền thu về thì nó không trả được. Đây là một cái điều mà gọi là thay đổi kinh khủng. Và còn một cái thay đổi kinh khủng nữa đó chính là khu dân cư Hữu Phước nó bắt đầu đã có doanh thu và nó bắt đầu có lợi nhuận, và cái lợi nhuận của nó không hề ít nha các bạn. Cái biên lợi nhuận gộp tới 80% là rất là kinh khủng khiếp luôn. Mà nói thiệt luôn là tại sao mà 80% thì chắc là do là cái giá vốn nó bỏ trước đó quá nhiều rồi. Nhưng mà mình suy đi ngẫm lại thì mình thấy là nếu mà giá vốn mà bỏ nhiều quá thì nó phải tính vô cái cục giá vốn này chứ, đúng không? Sao mà nó không thống kê mà nó ra cái cục lợi nhuận gộp cao đấy ha. Thì nó thay đổi một tí xíu, và sau khi mà tính ra cái tỷ lệ phần trăm của cái biên lợi nhuận á thì mình thấy rằng á là nó là 52% của cho thuê đất và nó được là 51% của khu dân cư Hữu Phước. Thì hai cái này nó âm, tại sao cái này 51, 52 là 103% rồi, thì nó có thu phí đường bộ nó bị âm nè. Thì thôi mình cứ lấy là cái này là 51%, còn cái này là 52%. Thì ở trong cái bảng này các bạn sẽ nhìn ra một vấn đề là nó sẽ có một cái kỳ vọng gì đó khi mà nền kinh tế phục hồi, và nó có một cái kỳ vọng gì đó khi mà doanh thu và lợi nhuận sẽ đột biến trong các quý tới, khi mà cho thuê xưởng bắt đầu cho thuê được và khi kinh tế phục hồi người ta bắt đầu thuê xưởng thì khi đó nó bắt đầu là nó thu được tiền về, thì cái cục này nó sẽ bắt đầu nó đột biến lên. Và khi mà cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu khi mà người ta bắt đầu thông xe thì xe sẽ bắt đầu chạy nhiều hơn và nó bắt đầu là nó thu phí được. Mặc dù á là cái tỷ trọng mà thu phí đường bộ này á nó không chiếm bao nhiêu, nhưng mà mình nghĩ rằng á cái tỷ trọng mà cho thuê xưởng này á nó sẽ chiếm một phần là khá cao, nên là nó sẽ có một cái kỳ vọng về sản xuất kinh doanh rất là kinh khủng khiếp. Mà do á là khi mà kinh tế khó khăn á nó không cho thuê xưởng được thì mình sẽ không tính được cái tỷ trọng này. Nếu mà mình lấy cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cách đây 2 năm á thì
chắc chắn luôn là cái này nó sẽ chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn ha. Thì thôi mình sẽ lấy báo cáo quý 1 thì mình sẽ thấy là trong cái slide này nó sẽ cho thuê đất nó sẽ chiếm 52% và cái khu dân cư Hữu Phước nó chiếm 51%. Và tổng chung lại á, nếu á, mà cái SHC này tính theo cái kỳ vọng phát triển về tài sản là cái cổ phiếu của nhóm 1 á, thì SHC này nó kỳ vọng á, là 25% ở tính theo là cái diện tích đất và 33% là tính theo là giá giá của tiền đất và 51% của khu dân cư Hữu Phước là tính theo là cái lợi nhuận. Thì trung bình ba cái này lại thì mình sẽ lấy ba cái này cộng lại chia 3 thì mình sẽ ra là nó sẽ thuộc là nhóm 1 là 36%. Và cũng chính vì vậy á mà SHC á, như câu trả lời ban đầu, như câu hỏi ban đầu á, là nó tại sao mà nó gần hết rẻ rồi nhưng mà giá nó vẫn cứ tăng, đó chính là nó đang kỳ vọng một cái gì đó cho sự phục hồi kinh tế và kỳ vọng một cái gì đó từ đầu tư công, và cụ thể ở đây là đầu tư về cao tốc Biên Hòa ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video đến đây. Nếu mà có câu hỏi thắc mắc nào, mong rằng bạn hãy comment ở bên dưới. Còn nếu mà thấy video của mình có hay, có được được thì mong rằng bạn hãy nhấn nút like và chia sẻ cho những người nào cần nó. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào lần sau.